Thế thì với cái tính ưu đãi gì thì ưu đãi không được vinh quá. Đặc thù đặc biệt thì được, nhưng đặc quyền đặc lợi thì không được. Nhà giáo tuyển dụng xếp lương lần đầu được tăng một bậc trong hệ thống tăng bậc lương. Cái này đối với y tế đấu tranh bao nhiêu năm không được. Thế trong khi đó thì bác sĩ học 6 năm ra thì không được. Bây giờ nhà giáo nào cũng một bậc thế này. Thì bây giờ ông tuyển dụng lần đầu thế còn ông bậc 2 sao? Tôi làm 3 năm rồi tôi lên bậc 2 rồi, thế ông vừa vào ông bằng tôi à? Nếu mà không giao cho cơ sở đầu mối là Bộ Giáo dục để nắm bắt quản lý theo ngành thay vì theo lãnh thổ, địa phương đối với vấn đề tuyển dụng, điều động luân chuyển để giải quyết bài toán khó vô cùng đó là thừa thiếu giáo viên cục bộ. Những phân tích trên thì tôi thống nhất với khoảng 2 điều 16 thẩm quyền tuyển dụng là giao cho cơ quan chuyên môn. Cái tuyển dụng thì tôi thống nhất với cái đề xuất là phải mở cho cái ngành giáo dục tham gia mới được, chứ để cho ngành nội vụ thì nó không trọn vẹn cái việc tuyển dụng được người tốt để làm nghề giáo. Nhà giáo chúng tôi cũng rất là quan tâm, bởi vì Bộ Giáo dục là cơ quan quản lý giáo dục, cũng mong cái điều này mà nếu mà được thông qua thì đặc biệt là sẽ không gây nên cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, và đặc biệt là những giáo viên dạy những cái môn đặc thù thì chúng tôi nghĩ là nó rất là hợp lý. Chúng tôi tức là cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo chung quan điểm ấy, là khi trên cái tổng được tức là giao rồi ấy, thì nên giao cho ngành giáo dục người ta chủ động với cái chuyện người ta quản lý, là người ta tuyển dụng này, người ta tức là điều động, người ta thuyên chuyển, người ta tiếp nhận, thì việc ấy nên giao cho người ta. Sau đó thì đến tháng 3 thì tiếp tục chúng tôi lại mời các phòng ban nó cùng phối hợp để giải quyết. Thế và không? Từ tháng 3 đến bây giờ thì có phát hiện ra nữa không ạ? Có đôn đốc xử lý không ạ? Ừ, cũng có báo cáo ạ. Thế huyện có đôn đốc xử lý không ạ? Đôn đốc thì bây giờ cũng thuộc thẩm quyền của xã rồi, thì cũng đang chờ đợi các phòng ban. Đến thời điểm này thì hiện nay là mới qua báo cáo của huyện thì là kiểm tra toàn bộ là đã san gạt nhưng chưa xây dựng bất kỳ một công trình nào. Trên cái kiểm tra sơ bộ thì thấy là có hiện tượng là san gạt đất rừng. Nhưng nếu như sau khi san gạt người ta lại vẫn trồng rừng thì phải xem xét rất kỹ thì mới xác định được hành vi. Nếu như những hành vi sai phạm này chúng ta không có những cái biện pháp mạnh tay cưỡng chế tháo dỡ và để cho tình trạng sai phạm kéo dài thì dẫn đến là cái tình trạng đó là tiếp tục tái diễn vi phạm của những cá nhân tổ chức khác, nó tạo ra những cái tiền lệ. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được về chia vui với bà con thôn Lời, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Vui mừng trước sự đổi thay và những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Hà Nam của xã Thanh Hương và thôn Lời đã đạt được. Trong đó 9 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Hà Nam ước tăng 10,89% so với cùng kỳ năm 2023, đạt mức tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ tư cả nước. Thu ngân sách đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng gần 25%. Riêng thôn Lời nhiều năm liền giữ vững danh hiệu văn hóa tiêu biểu, đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,98%. Dành thời gian chia sẻ với bà con về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước về kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đang xem xét để quyết định nhiều quyết sách quan trọng, tạo tiền đề tốt nhất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỳ này Quốc hội là sẽ thông qua khoảng 18 cái luật, bàn 10 cái luật mới. Trong đó có những cái luật nó liên quan đấy đời sống của người dân, như là cái luật bảo hiểm y tế sửa đổi đó, thì tới đây là sẽ không còn cái việc mà thẻ bảo hiểm là không được đến địa phương này địa phương nọ trị bệnh, là coi như là không còn địa giới hành chính thông tuyến. Đây là một cái mong đợi người dân. Một cái việc nữa là chúng ta quyết định những cái công trình lớn mà tôi cũng thông tin với các đồng chí và nhân dân là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam khoảng 67 tỷ đô la Mỹ triển khai cho cái giai đoạn 2025-35. Đây là một cái công trình lớn nhất, phải huy động tối đa nguồn lực để đầu tư để phát triển cái kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, lần này Quốc hội sẽ xem xét thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, đầu tư để làm sao phát huy được giá trị văn hóa ở xã, ở huyện, ở tỉnh và ở trung ương.
Lưu ý huyện Thanh Liêm là địa bàn có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần hết sức giữ gìn và phát huy, hướng đến phát triển du lịch bền vững, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, cổ vũ nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và toàn thể bà con nhân dân Hà Nam nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tới đây Trung ương sẽ tiến hành tinh gọn bộ máy, làm sao đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy từ Trung ương tới địa phương. Trên tinh thần đó, đề nghị tỉnh Hà Nam kiện toàn, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, của Mặt trận Tổ quốc, làm sao để hệ thống chính trị vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc vững mạnh, đi sát hơn với người dân, chăm lo cho gia đình, thân nhân người có công. Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhiều gia đình mạnh thì xã mạnh thì huyện mạnh thì tỉnh mạnh thì Trung ương sẽ mạnh. Cùng với đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua, thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Trao tặng quà đến cán bộ, nhân dân thôn Lời, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, qua ngày hội đại đoàn kết hôm nay, với không khí vui mừng, phấn khởi, toàn thể bà con nhân dân sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành được các nhiệm vụ trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày 11 và 12 tháng 11, tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc 3 lĩnh vực: ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm trả lời chính. Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Hỏi nhanh, đáp gọn, thẳng thắn, trách nhiệm, chất vấn và trả lời chất vấn ngày 11 tháng 11 và sáng ngày 12 tháng 11 trực tiếp từ hội trường Diên Hồng trên kênh 7 Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Các cáo buộc nhằm vào Fahad Zaghari, 51 tuổi, nói rằng người này hồi tháng 9 được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran giao nhiệm vụ lập kế hoạch ám sát ông Trump. Các công tố viên cáo buộc Zaghari nhận nhiệm vụ thực hiện các vụ ám sát nhằm vào công dân Mỹ và Israel trên lãnh thổ Mỹ. Đến ngày 7 tháng 10, Zaghari nhận lệnh chỉ tập trung vào ông Donald Trump và có một tuần để lên kế hoạch. Tài liệu cho thấy Zaghari là công dân Afghanistan sinh sống tại Tehran, hiện được cho là vẫn ở Iran. Zaghari di cư sang Mỹ từ khi còn nhỏ và bị trục xuất vào khoảng năm 2008 sau khi bị kết án cướp giật. Những hình ảnh mới nhất được ghi lại bên ngoài dinh thự nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida cho thấy an ninh đã được tăng cường sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Xuồng tuần tra và cảnh sát có vũ trang liên tục xuất hiện bên ngoài khu dinh thự. Chó robot cũng được triển khai để tuần tra xung quanh khu vực này. Ông Trump đã hai lần bị ám sát hụt, lần đầu tiên là khi ông vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7, khiến ông bị thương ở vành tai. Hai tháng sau, các mật vụ bảo vệ ông Trump đã ngăn chặn một âm mưu ám sát khác gần nơi ông Trump chơi golf ở West Palm Beach, bang Florida. Chào mừng đến với Kinh tế đơn giản, cầu nối cho những ai đam mê đầu tư bất động sản và tài chính. Tham gia ngay nhóm mua bán BDS16 với hơn 100.000 thành viên, bạn sẽ được quảng bá miễn phí qua các kênh của Kinh tế đơn giản, với tổng cộng hơn 500.000 người theo dõi và 20 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng. Cơ hội tuyệt vời để thu hút khách hàng. Truy cập ngay https://kinhte.vn để tham gia cộng đồng và cập nhật thông tin thị trường BDS chứng khoán. Liên hệ quảng cáo 0901673069, Zalo, MS Hùng.